Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Chim xin lại tiếp tục giới thiệu về một hộp đồ chơi mới đây. Và hộp đồ chơi ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Thiên Nga đẻ trứng. Wow, rất là lạ phải không? Đúng rồi, đây chính là một cái hộp đồ chơi mà ở trong sẽ có một chú Thiên Nga đang cõng trên mình con của mình và sẽ đẻ trứng ha. Được rồi, không để các em đợi lâu nữa đâu, chị Chim xin sẽ mở ngay hộp đồ chơi này ra cho các em coi ở bên trong Thiên Nga sẽ chơi trò chơi đẻ trứng như thế nào nha. Wow, ở bên trong chúng ta có một chú Thiên Nga rất là dễ thương này các em ơi. Và 3 quả trứng. Ở đây chị Chim xinh có 3 quả trứng nha. Rất là đẹp. Nhỏ nhỏ xinh xinh rất là tròn ha. Rồi, và chú Thiên Nga của chúng ta đây nè các em. Đó, có cái màu đỏ ở trên đầu. Cái mỏ có màu đỏ. Rồi mắt màu đỏ. Đó, Thiên Nga trắng ha. Trên cổ Thiên Nga có đeo cái gì màu cam nè. Wow, cánh thì màu xanh. Thiên Nga của chúng ta có rất nhiều màu sắc ha. Và đang cõng trên mình là một chú Thiên Nga con. Dễ thương quá phải không nào? Bây giờ chị Chim xin sẽ mở ra để chúng ta coi Thiên Nga này hoạt động như thế nào nhé. Trước tiên là phải mở cái này ra trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ pin vào đây nhé. Bỏ pin xong rồi thì đậy nắp lại nè. Wow, xong rồi. Và cái vòng tròn này chính là để bảo vệ cái bánh xe. Nếu mà các em không chơi nữa thì các em hãy lắp cái vòng tròn này vào đây nhé. Đây là nút công tắc on off nha. Còn đây chính là cái nơi mà để các em bỏ trứng vào nè. Đó, phía sau của Thiên Nga ha. Bỏ một trái trứng vào, hai trái trứng vào, ba trái trứng vào và đậy lại. Và đây chính là chiếc công tắc. Chỉ cần bật công tắc lên là các em sẽ thấy được điều bất ngờ lắm nha. Wow, chị Chim xinh đã bật công tắc rồi đó các em ơi. Và chú Thiên Nga đang nhảy múa nè. Ơ, đẻ một quả trứng. Ơ, lại đẻ trứng rồi. Ơ, đẻ trứng tiếp. Đẻ trứng rồi. Lại đẻ thêm trứng. Các em ơi, vậy là chị Chim xinh vừa mới giới thiệu xong cho các em về hộp đồ chơi Thiên Nga cõng con đẻ trứng rồi đó. Rất là dễ thương phải không nào? Thiên Nga vừa có thể chạy, vừa có thể phát nhạc và lại còn đẻ trứng rất là vui nữa đó. Các em có thể tìm mua bộ đồ chơi này tại website đồchơitrẻem.com nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh để có thể coi được nhiều clip về đồ chơi hơn nhé. Còn bây giờ chị Chim Xinh chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.